đông ghê ta. Đã thấy mấy ghế rồi. Hello, xin chào anh ý vợ thật rồi, chào anh gấu bông. Anh vẫn biết em thường ước mơ. Chào anh Hưng Kinh Ngôn Hải Dương nhá. Chào anh Dô Rồng Tattoo. Nghe tên giang hồ thế. Và anh thầm mơ sau này mãi luôn. Cảm ơn anh ấy vợ nhá. Chắc em thích 10 bao cơ anh ạ. À, cho nó có hiệu ứng tặng một bao thế này không đủ đâu anh ơi. Hôm qua vừa sinh nhật em xong. Chào Huy Hưng Nguyễn nhá. Khi hoàng hôn buông xuống, đêm thắp lên không những trụ ánh sao. Lại miền núi rồi á. Anh đang dùng bằng 3G hay là wifi đấy? Em thường hay khúc khích, mơ đưa bé con sau này rất giống mày. Nhưng chỉ đôi mắt thôi, tất cả còn lại thì phải giống 3G em. Thì lag là đúng rồi. Những giấc mơ ôi nhỏ xinh, chắc chứa khát khao hạnh phúc chúng mình. Em phát hiện ra là vì sao là mấy hôm trước là em hay bị ngủ quên rồi. Tại vì không hiểu sao là cái chuông báo thức đúng cái giờ đấy thì nó lại là chuông không tiếng. Thế là thôi, em không nghe thấy gì cả. Khỏi dậy. Không, 10 bao thì em mới mở cô. Chào anh Nguyễn Hưng nhá. Mọi người Tết nhất thế nào rồi ạ? Đối với em thì Tết đã kết thúc rồi đấy ạ. Qua mùng 2 là hết Tết rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá, chào anh Mạnh này, chào anh Nguyễn Hưng này, chào anh ấy vợ, chào anh Nông Dân, chào Nốt, chào Hưng Kinh Môn, chào Tờ Rí. Nhưng mà em thích 10 bao cô, 10 bao mới đẹp. Người ta cần là người ta cần hiệu ứng cho đẹp ý. Sao mùng 3 đã bắt đầu thấy chán chán, thấy kiểu nhân Tết rồi. Hello, xin chào Hoàng Anh nhá. Hôm nay em kiểm tra lại hóa ra là để không kiểu không tiếng ấy. Không hiểu sao lại bị nhảy sang cái chuông đấy cơ. Ok, chào anh bye bye, chúc ngủ ngon anh ế vợ nhá. Chúc anh năm mới không ế vợ nữa. Lúc nắng mưa. Nhưng còn lại thì vẫn phải giống em. Những giấc mơ ôi nhỏ xinh. Mọi người ấn theo dõi lên Hoa Free vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho em nha. Sinh nhật thì cũng đã qua, năm mới thì cũng qua được vài ngày rồi. Cho nên là chúng ta lại chuẩn bị bắt đầu show như những ngày bình thường còn lại đi. Mọi người muốn nghe bài gì đầu tiên nào? Nghe bài buồn buồn nhẹ nhàng chậm chậm hay là nghe tiếp tục bài vui, bài về Tết nào? Bây giờ không biết còn ai có muốn nghe nhạc Tết nữa không nhỉ? Anh vẫn mơ hay là hạnh phúc anh đeo vào tay. Ông vừa tê vừa báo phát xong chả hiểu sao ao ra luôn. Chắc sự bị đòi quà. Không thấy ngày về á. Em cũng phải đấy đâu anh ơi. Từ nay dành hết vào tay em. Mọi người đừng quên ấn theo dõi lên Hoa Free vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho em mọi người nha. Em bực mình ông lạc bước suốt từ tối hôm qua đến giờ. Cảm ơn cuộc đời cho ta chung một mái nhà. Nghe là gì đầu tiên nào? Lại trở về những show bình thường của Linh thôi. Hát nhạc buồn cũng được, mà hát nhạc vui cũng được. Hát nhạc đám ma cũng được, mà hát nhạc đám hỏi cũng được. Nói chung là Tết thì lúc nào cũng chỉ hào hứng được cái phần kiểu trước Tết ấy, trước giao thừa. Những cái ngày giáp Tết mọi người hào hứng sắm sửa các thứ, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng, trang trí. Xong kiểu giao thừa xong phát qua mùng 1 bắt đầu thấy chán luôn. Đi để chơi mùng 1 ok anh. Kiểu bắt đầu thấy chán luôn, chả còn hứng thú gì Tết tiếc gì cả.
cảm giác Tết đã hết rồi, Tết càng ngày càng chán ấy. Hello, xin chào thiên thần bị lãng quên nhá. Giờ hết rồi. Bây giờ ở nhà ăn nốt đồ thừa còn lại rồi quay trở lại đi học đi làm thôi. Cũng sắp ngày khai xuân đến nơi rồi. Làm sao mà nghỉ lâu như thế được đúng không? Nên là Tết hay là sao với em thì vẫn làm việc hết. Không có nghỉ Tết tiếc gì cả. Ok, đi trở về nhá. Mọi người cổ vũ cho em nào. Sau đi học à? Tôi đang nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lắng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc. Dù tranh vinh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, sau mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Tiếng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dặm người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi 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 trở về. Đôi mắt thì em hát nha. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lắng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc. Dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thì sẽ bên sau mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dặn người lên cao vươn từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi 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 trở về. Như màu hồng à? Khi đường đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về. Sau mỗi chuyến đi, điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dặn người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi 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 trở về. Ok mọi người ơi, đừng quên ấn theo dõi Liên Hoa Free, vote 5 sao nếu mọi người online bằng thiết bị điện thoại, và mọi người lên quà cho mọi người nha. Vẫn tiếp tục nhận quà sinh nhật và quà Tết từ bây giờ cho đến hết tháng 2 mọi người nha. Sắp tổng kết tháng rồi. Lại bắt đầu giống như hôm qua rồi đấy, có mỗi mấy người tương tác thôi này. Nãy giờ là mỗi anh gấu bông chat này, bây giờ có thêm Hoàng Anh. Dù dùng tattoo ở đâu rồi, mấy ông kia là lock nick vào xong kiểu treo nick để đấy ấy, sao cũng chả xem gì ấy, chẳng có một tí xem, chả có tâm gì cả. Nếu mà như thế thì out nick ra mà đi ngủ đi ấy, lock nick làm chi cho người ta tưởng là cứ đang xem nhưng mà thực sự là có xem đâu. Hi cái gì mà hi. Ok, bà đôi mắt nhá.
Bài này lâu lâu rồi em không có nghe nên là hy vọng là vẫn nhớ. Bài này ngày xưa là em rất là thích. Vẫn đang nghe em hát á, thế phải tương tác nhiều vào. Tương tác điên đảo chat chứ, ầm ĩ lên. Lặng im là không có vui. Ở đây ông nào kêu là hẹn hai báo thức, đúng là bốc phét hết cả lũ. Nghe bài này nhiều anh quan bi quá. Anh ấy mất cũng lâu lâu rồi á. Thật là giết chết bao nhiêu con tim rồi. Cũng phải 6 năm chưa ấy nhở? Đấy, kiểu tầm đấy. Tình trôi qua mau, nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Sao lại anh lại hát với em này? Để em mở bài nào mà không có cái... Lại. Đúng rồi, chắc cũng phải tầm 6 năm rồi ạ. Hello, xin chào anh Winterfell nhá. Em tưởng là anh lại ngủ quên lần nữa. Vừa nói xong thì hiện hồn luôn. Chị rap được em ơi, em muốn rap bài nào nào? Mà cái ông cần quan trọng nhất thì lại không thấy đâu. Biến mất từ tối hôm qua đến giờ. Chắc vẫn đang đổ tội đổ tại mạng. Ông kêu ông chat cái gì đấy, chữ tập hay là chữ thái đấy? Tôi không có hiểu nha. Thì là ơi à, ok em tí chị hát cho. Bài đấy thì đơn giản. Tình trôi qua mau, nụ cười chân nhau lại thêm lo âu. Dù người vui không bao lâu, và nhiều buồn đau chôn sâu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm, giờ đây đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm, mà cứ ngỡ trăm năm. Dù người vui qua đi đường xa chia ly lại vương chân đi. Giờ thì ấn đâu với chi, giờ thì mình thì khi em dạt đi, vẫn nhắm mắt hôm nào, dù rằng yêu thương làm sao, ngày nào bao phút cho vượt tan, bao phút cho vượt qua thời gian và không gian, cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, không biết em mình còn thanh thang bao nhiêu gian nan, oh đôi anh ngỡ mình phương xa mình bỡ ngỡ, rồi chỉ còn lại mình bơ vơ, trời quá mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu, dù người vui không bao lâu, vẫn nhiều buồn đau chôn giấu. Giật tan biến đâu
dõi cho Linh nếu mọi người chưa ấn nhá. Đừng quên lên Hoa Free vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho Linh. Linh biết giờ này không nhiều người online đâu, nhưng mà ai có quà gì thì cũng hãy lên cho Linh nhá. Hãy giúp Linh trong mấy ngày còn lại, một tuần còn lại đạt được mục tiêu lên 550 nào. Đấy, rất là đơn giản thôi đúng không? Hơn được thì càng tốt. Mình chỉ mong được 6 con 5 thôi mà. Chưa thấy gì. Ok, người lại ơi đúng không? Đây, tặng cho em nha. Bây giờ lại dậy xong lại đánh rửa mặt tiếp. Tại vì bây giờ là sáng rồi mà. Rap tiếng miền Nam nha. Tôi là quan như đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là bị rộng lắm. Lúc chỉ muốn có ai đó nhanh tay ôm tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mình tìm phụ nắng nơi u uất để trời cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi buồn tôi băm víu bằng đêm sương trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng đậm chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay tôi đợi mong người là ơi. Người đến ủi an tâm hồn mình được không? Người là ai giữ cho tôi vững bờ vai, gỡ đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai giữ cho tôi một nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ai xin hãy nghe mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thay thế. Người là ai xin cho tôi một niềm vui để tách chát lên nhiều nha. Cô đơn lẻ loi, tâm tư như sóng đánh chơi vơi mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh. Không cần người quá sâu sắc, chỉ cần bờ với người độ rộng. Chân thành thì như sâu một mắt, cùng chia sớt nỗi sầu bên mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng hoang sơ. Hôm nay tôi dậy sống một người với tôi, vậy là đủ. Những thứ còn lại không quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi nghe dạy. Mở lòng bao dung với tất cả thương cảm, dù biết chẳng hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải nghe lối, lắng nghe thật khẽ của lòng tôi. Một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Người là ai sẽ cho tôi vẫn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai sẽ cho tôi vẫn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người là ai xin hãy nghe mua giùm tôi một liều quên lãng. Bạn mà yêu cầu bài này thì hát xong chả thấy tương tác, chả thấy nói gì luôn, hay là cũng biến mất luôn rồi. Hát xong chả thấy ai cổ vũ. Mọi người bị lát à, hay là mọi người bị làm sao? Người là ơi à mà thôi. Ok, bây giờ mọi người muốn nghe bài gì nào? Lại chả thấy nói gì, cứ tưởng là kiểu đấy yêu cầu xong rồi out ra không có nghe. Thế thì hát làm gì cho nó mất công đúng không? Người ta cần mình tương tác xong mình thì cứ đi đâu ấy.
không chấp nhận nha, hay quá thì vẫn phải cổ vũ, vẫn phải thả tim, vẫn phải tương tác nha. Thấy ông Hoàng Anh thì nãy giờ chỉ có biết thả tim và thả tim thôi, không cảm ơn đến cái gì khác à. Ít ra là mọi người phải cho Linh biết là mọi người muốn nghe bài gì chứ. Đừng quên ấn theo dõi này. Ai chưa lên hoa free thì lên hoa cho Linh đi. Ai chưa vote 5 sao cho điện thoại cho Linh thì vote đi. Đấy, ai chưa lên quà thì lên đi. Chờ tí em đi với KFC. Mình là gì của nhau á? Bài đấy hát như nào? Em chỉ biết được cái đoạn có đôi lúc em cảm thấy cô đơn. Để em nghe bài đấy một lần đã nhá. Để nắm bắt lại giai điệu bài đấy, không thì lâu em không nghe em quên xứ rồi. Nỗi nhớ xót xa á. Tí nữa nhá. Lâu em không hát nhạc Minh Vương ấy, cho nên mấy bài đấy nó cứ bị lạ lạ. Minh Vương lâu rồi còn chả có bài gì. Chả biết là này Minh Vương còn tồn tại trong giới nhạc nữa không. Đây để nghe lại đã nhá. Sợ không hát được thôi. V-E. Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng, tựa như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhớ. Bài này giai điệu cũng trúc chắc phết đấy. Tí nữa hát sai thì kệ nhá. Không ơi. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tại đắp sai thời. Bài này thì hay nhưng mà đấy, em lười hát bài này quá cho nên là lâu không hát em quên mất giai điệu rồi. Như bài này chưa hát bao giờ ấy. Mọi người nhá, đừng dính phải bà của em gái nào xong lại hỏi mình là gì của nhau, nó lại bảo là bạn bè nhá. Chúng mình chỉ là anh trai em gái thôi nhá. Không sao đâu à. Chỉ bằng cái gật đầu không biết hát nha. Không phải nó bảo là anh là anh trai tốt của em đấy, mà kiểu các thứ vẫn thân thiết, kiểu skinship các thứ điên đảo như người yêu, nhưng mà chúng mình chỉ là bạn thôi đấy. Nên là các anh cẩn thận không dính bả nha, con gái bây giờ người ta cũng nó thủ đoạn lắm ấy. Nhưng không phải là em nha. Bài này hay mà, và giai điệu nó cứ chúc chắc ấy. Bái phục cái gì đấy? Ok, hát luôn đi. Kệ nó, hát sai thôi nhá. Thật đấy, yêu thì yêu, không yêu trả dép bố về, thế thôi. Chị cần tất à? Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa, thì cùng em vui đùa đi khắp nơi. Em giờ đang đóng băng, tựa như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhớ chăng,
Nụ cười em lúc trước tựa như một món quà. Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ. Một ngày nhận ra tình ta đang dần ơ thơ. Hát linh tinh rồi. Trong gương tựa dần chẳng cần chứng minh. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Mình là gì của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chắc anh không cần người mà em nắm say, tình này sẽ không là anh. Bài này kiểu nó có nhiều đoạn nhạc quá ấy. Trong lúc say từ những tin nhắn chưa tới tay, ai kêu bây giờ đây anh mới hay. Yeah yeah, sẽ không biết người như vậy đằng sau lại có chờ đợi. Baby dừng tại đây. Yeah. Đã bao nhiêu lần em nói với anh lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột. Đã bao nhiêu lần em nói với anh giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn. Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ. Một ngày nhận ra tình ta ngày qua đang dần ơ thơ. Đau thương dành cho kẻ đã tình, trong gương anh không nhận ra mình. Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Mình là gì của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chắc anh không cần người mà em đắm say, từ nay sẽ không là anh. Chắc là anh, chắc chắn là anh. Anh sẽ rời xa chốn này. Chính là em, anh sẽ cố phải quên. Xa anh. Yeah. Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm say người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Mình là gì của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chắc anh không cần người mà em đắm say, tình này sẽ không là anh. Mọi người ơi, nhớ là hôm nay 9 giờ tối em có show Bedroom 77 nhá. Dạo này là cứ một show đêm, một show tối đều đặn đi bắt tranh. Mọi người muốn nghe bài gì tiếp theo nào, mọi người yêu cầu đi. Đừng quên ấn theo dõi lên Hot Free, vote 5 sao điện thoại và lên quà cho em nha. Không có gì à, em hát hơi dở tại vì một số đoạn là em không nhớ nhạc, em bịa ra. Hy vọng là anh vẫn thấy ok. Ủa con này cũ rồi mà. Anh khác hay em khác á? Em không biết bài đấy rồi. Có bài gì nhở? Anh thấy vẫn hay là được rồi. Mặc dù hát hơi nghiệp dư. Buồn của anh á. Ôi chị ơi, thật là chị ghét bài đấy lắm ấy. Đừng yêu cô bé nữa. Hát bài đấy nhiều chán lắm thề luôn. Đúng rồi, chứ người miền Bắc thì nói rất là bình thường luôn. Buồn đều đặn như bát chanh thì đấy là câu của miền Bắc rồi. Anh thì rồi với em. Em ngày mưa á, không yêu cầu được cái bài gì mà nó mới mẻ hơn à.
Ôi, em gái mưa một thời mà bị ám ảnh luôn ý. Hôm nay không hát được bài gì mà nghe nó thật là ít hát ấy. Mấy cái bài mà bình thường mà em không hát nhiều. Cùng anh vừa hát show trước rồi. Với cả mình thấy bài đấy chả hay gì cả, sao mọi người lại thích nhỉ? Nói chung là mình nghe nhạc cũng thất thường lắm. Bài nào mà hôm nay mình không có hứng ấy thì mình chả muốn hát đâu. Không phải lúc nào là mình cũng làm theo yêu cầu của mọi người đâu nha. Quan trọng là cái hứng của mình cơ. Summer watching over me. Ô, sao anh biết bài đấy? Chứng tỏ là anh cũng xem bộ phim này. Phim Reservoir là một trong những bộ phim mà em xem nhiều nhất, nhất 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 trong những bộ phim nước ngoài. Em không thể biết là em phải xem đến 20 lần cái bộ phim ấy chưa. Nhưng mà từng chi tiết, từng cử chỉ, từng nhân vật thì em rất là nhớ. Nên là và đấy là một trong những ca khúc mà ngày xưa em đã từng tự ở nhà và mở ra hát rất là nhiều. Không ngờ hôm nay lại có người yêu cầu. Ok, sẽ hát tặng mọi người nha. Tại vì em rất là thích phim đấy luôn ấy. Anh nên xem phim đấy nhá, tên là Raise Your Voice. Phim phim một tập thôi. Phim nói về ước mơ nghệ thuật của một cô bé. Tên là Terry. Và sau đó sẽ gặp một anh chàng. Nói chung là xem đi không biết. Found myself today. Oh, I found myself and ran away. Something pulled me back. The voice of reason I forgot I had. All I know is you're not here to say what you always used to say. But it's riding in the sky tonight. So I won't give up. No, I won't break down. Sooner than it seems like turns around. And I will be strong, even if it all goes wrong. When I'm standing, shining all the time, and I won't be afraid to follow everywhere you take me. All I know is yesterday is gone, and right now I belong to this moment, to my dreams. So I won't give. No, I won't break down. Sooner than it seems like turns around. And I will be strong, even if it all goes wrong. When I'm standing in the dark, I still believe someone watching over me. It doesn't matter what people say. It doesn't matter how long it takes. Believe yourself and you fly high. It only matters how true you are. Be true yourself and follow your heart. So I won't give up. No, I won't break down. Soon standing in the dark, I still believe
cũng được. Thực sự là em đã nghe bài này quá nhiều từ cái thời mà em còn bé, học cấp 3 là phim này đã có. À, tức là phim này nó có từ năm 2000 mấy cơ. Nhưng mà đến năm cấp 3 thì em được xem, và cứ thế là mỗi năm em xem đi xem lại vài lần gì đó. Cho đến, chắc là đến cuối năm vừa rồi thì em vẫn còn xem thêm một lần nữa. Nên là nó, tức là từng chi tiết của bộ phim này thì em rất là nhớ. Nên là mọi người, nếu mà mọi người dành thì nên xem. Vì đây là một bài hát đặt trong một hoàn cảnh, đó là em sẽ kể tóm tắt về nội dung câu chuyện này. Đó là một cô bé tên là Therese, cô ấy rất là đam mê ca hát, nhưng mà ở trong một gia đình thì có một người bố khá là nghiêm khắc, một người mẹ thì cũng khá là tâm lý, và cô ấy có một người anh trai. Người anh trai đấy thì cũng rất là đam mê âm nhạc, và hai anh em trong một lần thì anh ấy tốt nghiệp và làm một cái tiệc, sau đó thì cãi nhau với bố vì một vấn đề nào đó, và sau đó thì anh ấy bị cấm túc. Nhưng mà tuy nhiên là hai anh em đã cùng thích một ban nhạc rock rất là nổi tiếng, và cô bé Teresa đấy ở nhà tên là Terry, tell you, đã mua một cặp vé xem phim của ban nhạc rock đấy và rủ người anh trai của mình sneak out ra ngoài, tức là lẻn trốn bố vì đang bị kiểu cấm túc ấy, thì sẽ lẻn trốn gia đình vào giữa nửa đêm, hai anh em cùng đi xem cái ban nhạc đấy. Thế là hai anh em lái ô tô đi xem, thì cô bé đã được tận hưởng rất là nhiều giây phút từ cái đêm nhạc đấy. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra, đó chính là khi mà lái xe đi về thì hai anh em rất là hưng phấn vừa đi vừa hát, và trong một giây phút mất tập trung thì có một chiếc xe tải đã lao tới và tông vào chiếc xe mà hai anh em đang đi, thì ngay lập tức người anh đã tử vong tại chỗ, và Terry được đưa vào bệnh viện và bị hôn mê vài ngày. Sau đó vài ngày sau thì cô bé tỉnh dậy và mới biết rằng là người anh trai của mình đã qua đời. Và từ đó thì cô bé mang cho mình một gánh nặng tâm lý là anh trai mình chết đó là do mình. Mình rất là có lỗi với anh trai vì mình rủ anh trai lẻn ra ngoài. Và từ đó thì cái đam mê âm nhạc của cô bé bị dập tắt lại, bị gói vào một góc, coi như là lãng quên. Nhưng mà cô bé không hề biết rằng là trong cái thời gian mà người anh của cô bé còn sống thì đã lén gửi CD âm nhạc và cũng như là profile của cô bé đến một học viện âm nhạc rất là nổi tiếng ở New York hay là ở Washington ấy nhỉ? Không phải New York, không phải New York. Tên là... LA, đúng không? Ở LA, Los Angeles. Đấy, đã gửi cái profile đấy của cô bé để đến trường đấy trước cái thời gian đấy mà cô bé không hề hay biết. Và sau khi anh trai cô bé mất một thời gian thì cái phong bì của cái trường đấy confirm rằng là cô bé đã được nhận vào học một khóa học tại cái trường học viện âm nhạc rất là lớn đấy. Và khi cô bé đọc được thư thì cô bé thực sự là không muốn đi, vì thực sự là cái đam mê âm nhạc trong cô bé thì đã bị dập tắt, tại vì cái gánh nặng về tâm lý mà khi anh trai mới mất nó rất là nặng nề, và cô bé không hề muốn hát lại thêm một lần nào nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì người mẹ rất là tâm lý, người mẹ đã động viên, người mẹ và người dì rất là tâm lý để động viên cô bé là bây giờ thì đấy là ước mơ của cả Paul, anh trai của cô bé tên là Paul, còn cô bé tên là Terry. Đấy là ước mơ của cả Paul, nên là con hãy đi để thực hiện cái giấc mơ đấy của thay cho cả anh con. Thì nhưng mà bố cô bé lại một người rất là khó tính, tại vì bố cô bé không hề đồng ý cho cô bé theo nghệ thuật. Em đang kể câu chuyện đấy nhá, để mọi người có thể xem phim đấy có thể hình dung dễ hơn. Không hề đồng ý cho cô bé đấy theo nghệ thuật, và đã lên một kế hoạch, đó là đưa Terry, nói dối là sẽ đưa Terry đến nhà dì nghỉ dưỡng một thời gian. Nhà dì của cô bé thì cũng khá là gần cái thành phố mà cô bé học, thì nói dối như vậy để cô bé được thay đổi môi trường để tâm lý nó nhẹ nhàng hơn ấy. Dì cô bé là một người phụ nữ độc thân, cũng là một họa sĩ đam mê nghệ thuật và sống rất là phóng khoáng, nên cho nên là ok, bố cô bé đã đồng ý đưa cô bé đến đấy. Thế là mẹ cô bé và dì cô bé đã hợp tác để nói dối bố đưa cô bé đến học cái ngôi trường đấy. Và từ khi đến ngôi trường đấy thì mọi sự việc đã bắt đầu. Cô bé ở cùng phòng với một người bạn da màu, và người bạn đấy chơi violon rất là giỏi. Ở đấy có rất là nhiều khoa này, chơi nhạc cụ, violon, piano, hát, guitar, các thứ, nói chung là đủ bộ môn trống chiếc đấy. Đến đấy thì cô bé đã gặp người đầu tiên khi mà nó mở cửa cho cô bé, thì là một chàng anh chàng rất là điển trai nhưng mà khá là đào hoa. Sau một thời gian tiếp xúc
tìm hiểu các thứ này, chứ mà nó khá là dài dòng. Thì hai người đấy, mọi người biết rồi đấy, một nam một nữ mà gặp nhau và tình cờ các thứ thì kiểu gì sẽ có kết là yêu nhau, đúng không? Nên là chàng trai đấy cũng là một người đam mê ca hát và cũng yêu rất là yêu Terry. Nhưng mà sau nhiều lần giúp Terry có thể có vài cơ hội đứng trên sân khấu và tập hát, nhưng mà Terry bị gánh nặng là mỗi lần mà khi đứng lên sân khấu nhìn lên ánh đèn ở trên sân khấu ấy, thì lại tưởng tượng đến cái ánh đèn của chiếc xe tải đã tông vào ô tô của hai anh em, và lại nghĩ đến Paul. Cho nên là Terry không thể nào hát được. Cho nên là chứ rồi mình cũng không nhớ cái anh tên anh chàng người yêu tên là gì nhỉ? Anh Winterfell nhớ không? Tự dưng em quên xứ mất. Em không nhớ lại là anh chàng người yêu đấy đã. Không hề chuyện ngôn tình, câu chuyện đấy là một bộ phim thôi mà. Đó, sau đó thì sau nhiều lần, nhưng mà sẽ đến một ngày khi bố của bé đọc được cái tờ mà cái học viện âm nhạc đấy gửi cho cô bé ở nhà và bị vứt vào sọt rác, và đã phát hiện ra sự thật là cả mẹ và dì đều nói dối. Thì đúng lúc đấy là cũng là thời điểm cái đêm cái lúc cái lễ tổng kết, và mọi người sẽ phải thi thố tài năng để có thể giành một suất học bổng. Thì cái bài Someone Watching Over Me em vừa hát vừa rồi thì là cô bé viết và sẽ hát biểu diễn chung với anh chàng người yêu đấy để dành tặng cho người anh trai của mình. Nhưng mà bố cô bé thì lại đến đúng cái hôm mà lễ tổng kết đấy diễn ra và nhất quyết là đòi cô bé dọn đồ về nhà. Nhưng mà cô bé không chịu, cô bé bảo là hãy cho con một cơ hội, hãy nghe con hát ca khúc này. Và khi hát ca khúc này thì mới biết là ca khúc viết dành tặng cho anh trai. Mọi người rất là xúc động, cả hội trường như vỡ òa. Và cùng sau ca khúc đấy thì đấy, cô bé và mọi người đã thuyết phục được bố là cho mình ở lại học ngôi trường đấy trong kỳ sau, trong năm sau. Nói chung là đấy là một câu chuyện đẹp về việc khẳng định ước mơ và việc theo đuổi ước mơ. Dù có thế nào thì cái ước mơ trong mình cũng không bao giờ bị dập tắt nếu mà mình có đam mê thực sự. Đấy, cho nên là mọi người search phim đấy nhé. Phim đấy từ năm 2005 thì vậy. Tên là Raise Your Voice, của nữ diễn viên, của nữ ca sĩ rất là xinh đẹp. Ngày xưa em biết một vài bài của chị Hilary Duff. Chị ấy rất là xinh, tóc vàng, dễ thương, mập mập đáng yêu. Đây em đánh tên cho mọi người vào, mọi người dành thì mọi người coi. Cất cao, hãy hát lên hay là cất cao tiếng hát gì đấy. Đấy. Ok, chưa rồi, kể hoài còn một chút thời gian thôi, bây giờ mình hát tiếp nha, không lại là câu giờ quá. Mọi người ấn theo dõi lên Hoa Free, vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho em nha. Em á? Em thì hồi bé chắc chắn là em vẫn ước mơ, nhưng mà bây giờ thì bản thân em cũng đã thể hiện thực hiện được một nửa rồi. Sau khi lớn lên, khi mà làm cái nghề này thì em hiểu rằng là ca sĩ thì không hẳn chất thiết là phải một người nổi tiếng. Chỉ cần là hát cho mọi người nghe và mọi người được mọi người công nhận thì đấy đã gọi là một ca sĩ rồi. không phải là mình phải thi một cuộc thi nào đó, mình phải nổi tiếng, mình phải lên sóng truyền hình, tất cả mọi người trên đất nước là phải biết mình. Mà như kiểu là em, bản thân em đi hát phòng trà và cà phê và được hát cho khán giả bên dưới và mọi người vỗ tay, mọi người tán thưởng, mọi người khen, thì bản thân em lúc đấy cũng là một ca sĩ rồi. Trừ phi là hát xong bị chửi thôi, và mình vẫn nhận mình là ca sĩ như cô hot girl nào đó thì mới đáng lên, thì mới kiểu là nó hơi khoe khoang thôi. Chứ còn em nghĩ là em đã thực hiện được một nửa ước mơ của mình rồi, nhưng mà có lẽ là em sẽ chỉ dừng lại ở đấy. Em không bao giờ muốn là một người nổi tiếng, em chỉ là muốn là một người đi hát và mang cái giọng hát của mình để cho mọi người thưởng thức thôi. Như thế với em là quá đủ, chứ em không cần cái gì to tát hơn như là phải nổi tiếng này, phải giàu có hay là bla bla bla. Tất nhiên là đi làm, đi hát là để kiếm tiền, nhưng mà mình biết là mình làm cho tất cả là vì mình đam mê, mình muốn hát và mình muốn thực hiện cái ước mơ đấy của mình. Tuy là nó không hẳn là tròn trịa, mình cũng không hẳn là theo nghệ thuật, nhưng mà mình đã thực hiện được nó phần nào và mọi người cũng đã phần nào công nhận được năng lực của mình. Như kiểu là em stream ấy, cũng không hẳn là gì đó đâu, mà con ta bảo là lên này xong được hát, được nói chuyện thì đó cũng là một, nó cũng là một cái ước mơ rồi. Nó cũng là một cách để thực hiện ước mơ rồi. Nên là đừng nghĩ là stream là nhảm nhí hay cái gì cả. Nó cũng, mọi người, em biết là nhiều mem xem em không phải vì em xinh hay vì em sao đâu, mà đơn giản là mọi người chỉ muốn vào em hát thôi. Mà rất là ít ai có khả năng để khiến cho người ta có thể ghi nhớ cái giọng hát của mình ấy. Tại vì
nhiều idol là tài năng khác này, biết nhảy nhảy rất là đẹp xinh, nhưng mà đấy để mọi người nhớ giọng hát thì em nghĩ là cũng ít thôi, và chắc là có lẽ là em là trong một trong những người làm được điều đấy. Mọi người vào để nghe em hát là chủ yếu chứ không phải là vì một cái gì khác. Mọi người tiếp tục ấn theo dõi Liên Hoa Free vote 5 sao trên điện thoại và lên quà cho em nhá. Còn 15 phút nữa hết giờ rồi. Đấy, ngồi nói tào lao cũng sắp hết giờ rồi. Nhớ từ lần đầu nghe à? Để xem nào, có bài gì hay nữa nào. Bài này ngày xưa em cũng hay nghe của Avril Lavigne này. Không biết mọi người có nhớ không? Thì Avril Lavigne lúc nào cũng xinh, lúc nào cũng trẻ. I always did a time on my own. I never thought I need you to day feel years when I'm alone, and the perfect you are is made up on your side. When you walk away, I got the step that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the peace of my là người chuyên tâm sự mà. I never felt this way before. Everything that I do remind me of you. And the clothes you left the lay on the floor, it's not just like the things that you do. When you walk away, I count the step that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart I'm missing you. When you're gone, the face I came to know. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. We were made for each other. I'm here forever. I know we were. Yeah, yeah. I everything I do, I give my heart and soul. I can hardly believe me to feel you here with me. Yeah. When you're gone, the pieces of my heart I'm missing you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, the words I need to hear will always get me through. Okay, I miss you. Ooh. Hello, xin chào LP Kun, xin lỗi nha. I miss you. Không phải ai cũng có được tài năng radio tâm sự à? Ở đấy lâu rồi chưa mở radio tâm sự, có gì để hôm nào đấy show đêm rồi mình chúng mình tâm sự nhá. Bây giờ thì mọi người tiếp tục ấn theo dõi này lên Hoa Free vote 5 sao trên điện thoại và ai có quà.
Ủa sao bị ao cam này? Bắt nét xem nào. Được rồi, tự dưng cam nó bị mờ. Bình thường là chẳng bắt nét lung tung gì đâu, tự dưng hôm nay dở hơi dở hồn, bắt nét sai. Ok mọi người ơi, giờ hát bài gì tiếp theo nhỉ? Mình còn 9 phút nữa thôi là hết giờ rồi nha. Mùng 3 rồi đấy mọi người, sắp hết Tết rồi. Tết hết rồi, Tết hết rồi. Bài nào cũ cũ à? Để em nghĩ xem nào. Ngày xưa nhạc Việt mình hay nghe mấy bài cũ cũ là mấy bài gì nhỉ? Bài nào cũ cũ của ca sĩ gì? Dòng trong tim á. Bài đấy bây giờ, bài đấy hát hơi cao cho nên là giờ cũng muộn rồi ấy, hát bài đấy gào hơi to, em sợ mẹ em dậy mất. Đông Nhi à? Đông Nhi nhiều. Đây có bài này. Cái gì vào đời trong hai mô ô. Mọi người nhớ bài này không? Nhạc Đông Nhi ngày xưa rất là hay nha, nhưng mà giờ này thì nhạc chán. Giờ chả ai nghe ấy. Người bỗng chưa là nhạc nhầm. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh người, và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời em ái trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. See you again hát được nhưng chỉ sợ không đủ thời gian thôi. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy sao vẫn rơi hoài. Người đánh cắp tim em như người đã cho đôi lần, rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở quê xóm. Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời, mà đời nào có hay em ngủ quên, mà đời nào có thương cho phận em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, đâu cánh úa hoa em xa rời. Rồi tay nắm tay như từng quen một kiếp trước. Người nói với em bao lời êm ái trên đời, và dù như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ, nước mắt ấy sao vẫn rơi hoài. La 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 la
rồi tay nắm tay như từng quen một kiếp trước. Người nói với em bao lời em ai trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. See you again nhá. Còn 4 phút hát kịp thì kịp, không kịp thì thôi nhá. Mọi người nhớ tối nay là 7:00 và chơi với em nhá. 9 giờ tối mọi người nhớ chưa? Idol lên rồi nên là không quá được phút nào đâu. Hát được cái gì thì hát thôi nhá. Chắc hát được nửa bài quá. Ai còn hoa free thì lên quà, lên hoa cho Linh nha, mọi người lên quà cho em nào. It's been a long day without you my friend, and I tell you all about you when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I tell you all about you when I see you again. When I see damn, who knew all the plans we flew, the thing we've been through, that I'd be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road a lot, but something told me that it's worth it last. Had to wake up, look at the things that's different, see the bigger picture, the way the days, how we forever pace. Now I see you in a better place. How could we not talk about my family when family all the weaker? Everything I wanted to just standing by my side, and now you gotta wait me for the last ride. Been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see. You're about go on your way, and the vibe feeling strong. And what's more turn to friendship, a friendship turned to the bond, and bond will never broken, the love will never get lost. And when the brotherhood come first, the light will never be crossed. It's double out when the light has to be born, and that's really so remembering when I'm gone. Yeah. Chắc là không kịp hát rồi nên là đến đây thôi nha. Mọi người nhớ là 21 giờ tối nay nhá, và chơi với em room 77, mọi người nhớ chưa? Let the light guide your way. Bye bye mọi người nhá. Chờ đếm rồi hết giờ. Oh, I remember as you go on, and every road you take with nhau.